Chào mừng toàn thể anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của em Quang Minh Auto. Như thường là vào ngày hôm nay vào cuối ngày, vào một buổi chiều khá là muộn. Thì bên em mới về của một cái mẫu xe bán tải giá rẻ. Thì em sẽ lên sóng để luôn vào ngay để quý anh chị các bạn cùng xem tham khảo một mẫu xe bán tải của hãng Isuzu. Một em D Max sản xuất 2008 màu đen. Em này nó gần như con ngựa chiến đấy anh ạ, ngựa thô. Bán tải rất phù hợp cho anh em đi chở hàng, chở hiếc và liệu, đi công trường hay là chúng ta chở nông sản thôi. Xe này rất phù hợp một em Isuzu D Max sản xuất 2008, số sàn 2 cầu điện, giá cũng hợp lý rồi anh ạ. Trên 200 triệu một chút thôi là anh em đã có quyền sở hữu em này đi. Thì khá là ưu việt, một mẫu xe mà chỉ với cửa tiền hơn 200, động cơ 3.0 máy dầu rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu, máy khỏe lắm anh em, phù hợp anh em đi đường trường cũng như là đường địa hình hai cầu 3.0 khỏe lắm anh em, rất là chất. Chiếc xe thì mang biển số của một bác Hà Giang, còn mình mới mua được. Chia sẻ với anh em mình cái dòng này nó lành lắm, nó vừa lành vừa tiết kiệm nhiên liệu, mà nhìn cũng khá khỏe khoắn và sport, phong dáng rất là trường cứng, mang lớp sơn màu đen. Còn thấy chiếc xe khá là cứng. Nếu mà cơ 3.0 thì anh em đi lại trên đường, đôi núi mình đèo, chế độ hai cầu thì lắp cái xe hoạt động rất là khỏe khoắn, rất là chất. Anh em có thể quan sát là mà trên xe thì cũng trang bị khá nhiều tính năng hợp hiện đại, mặc dù đời 2008, tuy nhiên thì anh em thấy là cái phong dáng thì cũng rất là thời trang. Xi gan thì tiếp trên gương rồi, các đồ đèn của đèn halogen cũng khá là sáng anh em nhìn này, trời chưa tối hẳn nhưng con mình đã bật đèn sẵn, logo quen thuộc của Isuzu. Cơ bản cái công máy dầu thì rất là khỏe và bền bỉ. Ra chia sẻ anh em chiếc xe này thì cũng được bên công mình sửa sang tu bổ tỉa toát sơ si một số phần rồi. Chia sẻ anh em mới thấy, bởi vì thực sự với chiếc này thì bảo là nguyên zin nguyên kiện thì cũng rất là khó, bởi vì sản xuất 2008 đến giờ rồi 12 năm sử dụng rồi. Tuy nhiên chiếc xe thì chiếc xe anh em là máy gầm nhá, máy gầm sexy, tất cả mọi cái này đều là rất là cứng đại chất. Mỗi cái phần sơn si thì bên công mình mới sơn si lại một chút cho nó có một cái cổ áo nó sáng sủa hơn. Tuy nhiên thì chất xe thì những chất máy cũng như là chất xe đều rất ok. Đấy, rất hợp lý cho anh em nào mà thích đi chở vật liệu vật liếc thì nó cũng đỡ sót xe. Anh em này nó dã chiến và nó bền bỉ, cũng như là nó cái giá tiền nó cũng hợp lý, nên ra là anh em đỡ sót xe. Thì nói thì nó phù hợp anh em đi làm, để đi chơi được anh ạ. Con giá cũng nhìn cũng rất là thời trang ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ khám phá phần nội thất một chút nhé. Hơn 200 thôi. Đây, là răng cũng là răng 6 chấu rồi. Đấy, anh em thấy không? Rất là chất, một xe nó khá là hợp lý cho anh em. Chia sẻ anh em chiếc xe này anh em đi mua lại của bác trên Hà Giang, bác thì chả che đây. Đấy, thùng này là đó là nó có cái thùng, nên là bác thì hãy xe săn tuyết và bác chở xe này. Đấy, không chở gì nhiều, thi thoảng thì có ít lúa lương mới này, ít mấy con lợn, chở mấy con lợn rừng thôi, chứ không chở gì lặng đâu. Phần dáng rất là cứng, hơi tối một chút nhưng mà tôi sẽ cố gắng quay cho anh em xem cụ thể nhé. Phần nào chưa rõ thì còn hôm nào trời nó sáng hơn thì mình sẽ quay lại kỹ hơn để anh cùng xem. Thôi quay luôn cái phần nội thất để anh cùng xem này.
trời nó hơi muộn một chút. Đây anh em xem này, nội thất chiếc xe này cao chỉ vẫn còn ok đây này, rất ok, cột kèo cũng khá nguyên. Đấy, chiếc xe này có phần khung xương tất cả mọi cái đều cũng là khá cứng, mỗi cái sơn xi thì bác đi cũng bao quẹt nhỏ nhỏ thì con mình đã cho đi sơn xiếc lại cho nó sáng hơn rồi, sơn tỉa lại một số chỗ. Đây anh em chân nỉ cũng là chân nỉ nguyên bản này, ghế da ghế nỉ mọc lại cũng khá là đẹp. Đây anh em này, anh em xem này, đấy, mọi chi tiết đều rất ok nhá, nó thật khá đẹp, có màn hình Android cam lùi rồi, khá là đầy đủ. Một chiếc xe với bán tải giá rẻ trong các bình dân mà cũng khá là tiện lợi và hợp lý, rất là ok. Đây anh em xem trong bị cũng rất nhiều tính năng chứ, gương kính chỉnh điện ở đây đấy, gương chỉnh điện cũng ok. Mọi chi tiết cũng khá ok, vô lăng bốn chấu, đời này thì chỉ có trên vô lăng chỉ có mỗi túi khí và còi thôi, function và các cơ thứ thông minh thì cũng chưa có gì. Đây chế độ anh em thấy không, chế độ một cầu nhanh cầu chậm trên đây đấy, rất là tiện để anh em đi cung đường khó, đường đèo địa hình. Đấy lội thì chiếc xe này khá là khỏe cho anh em, phù hợp với anh em đi làm đi chơi cũng được, nói chung là mọi cái cũng hợp lý với anh em. Một chiếc xe với cờ tiền chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Con mình thử lái thử nào, mã số và lái. Đây đang mình đang để chế độ cầu đây. Kể nó sớm sớm con mình sẽ thử chế độ đường địa hình. Anh em cùng xem. Đây chiếc xe vận hành lái rất là nhẹ anh ạ, khỏe lắm. Ấy và rất là vút đây. Đây số 2 đi rất là mượt mà. Dày khá là chất anh ạ. Cắt cuồng lên số 3, xe rất là lướt bốc, máy khỏe đại chất anh ạ, khỏe thật đấy. Nói chung là với cửa tiền chỉ hơn 200 mà sở hữu cái mẫu này anh em đi lại là cũng hợp lý thôi. Rất là chất, một chiếc xe thì hơn 200 thì nói chung là chúng ta cũng trong cái phân khúc rẻ tiền hợp lý thì chiếc xe này cũng hoàn toàn nó đáp ứng được các tiêu chí về khoán máy móc khá là tốt, gầm bãi chắc chắn, các chức năng cũng khá đầy đủ, điều hòa rồi là màn hình các thứ đều trang bị cũng khá đầy đủ và tiện lợi, rất phù hợp với anh em ở các khu vùng cao hoặc là chở đi làm, chở liệu cũng như là chở nông sản, nông xiếc thì rất là ok. Anh em nào đi buôn đi biết những hàng cũng hợp lý, giá hợp lý. Vâng thì vừa rồi thì con mình đã chia sẻ và giới thiệu review một chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất 2008, số sàn 2 cầu điện, khá là chất. Thì vậy em nào đúng chân, cảm thấy mẫu xe này phù hợp thì hãy điện thoại cho con mình qua Zalo cũng như là số hotline là 0935199868. Rất cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng ủng hộ con mình. Cảm ơn những lời góp ý động viên của quý vị, sẽ con mình sẽ ngày càng hoàn thiện các chất lượng video cũng như gửi các mẫu xe hợp lý để giới thiệu đến mọi người. Trên này cảm ơn anh em rất là nhiều. Quý vị, anh chị, các bạn xem video của con mình lần đầu thì hãy nhớ like, subscribe ủng hộ con mình nhé. Ấn vào nút chuông thông báo để khi có các video con mình cập nhật các mẫu xe up lên kênh thì quý vị, anh chị, các bạn cũng thường xuyên được cập nhật các mẫu xe bên con mình và liên tục. Vâng, chân thành cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở các video lần sau nhé. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị, anh chị, các bạn.